Xin chào bạn, và Samsung dường như đang trong tâm trạng muốn đánh trả mạnh mẽ với các hãng điện thoại trong năm nay và bắt đầu năm 2019 với sự ra mắt của Samsung Galaxy M10 và M20 tại Ấn Độ. Và gần đây thì Samsung đã giới thiệu các flagship năm 2019 của mình, đó là chiếc Samsung Galaxy Fold và bộ đôi Samsung Galaxy S10 series ngay trước FWC 2019. Và một lần nữa thì hãng đã đánh thẳng thêm một phân khúc tầm trung với ba phiên bản mới, đó là chiếc Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 và Galaxy M30. Và trong ba chiếc điện thoại trên thì chiếc A50 có thông số cấu hình vượt trội nhất. Và vì vậy thì ở video này thì hãy cùng đi review đánh giá nhanh chiếc Samsung Galaxy A50 xem thực sự nó sẽ thế nào nhé. Đầu tiên là về phần thiết kế thì khi đổi hướng nhìn chiếc Samsung Galaxy A50, nó ngay lập tức sẽ cho chúng ta thấy rất bóng bẩy, bởi vì ở mặt lưng có phủ một lớp phản chiếu và lớp phủ này tán xạ ánh sáng xuyên qua lớp vỏ nhựa và tạo lên những màu sắc cầu vồng thực sự là hấp dẫn. Mặt trước chúng ta sẽ có một màn hình Infinity U Super AMOLED với kích thước màn hình là 6.4 inch. Tuy nhiên thì chỉ có độ phân giải là HD Plus mà thôi, với tỷ lệ khung hình là 19.5:9. Và đây là một màn hình AMOLED, chính vì vậy chiếc máy sẽ cho màu sắc khá là rực rỡ và nịnh mắt. Đặc biệt nhất thì màn hình Samsung Galaxy A50 cũng được tích hợp cảm biến vân tay. Ngoài dòng Samsung Galaxy S10, S10 Plus ra thì đây là chiếc điện thoại đầu tiên của Samsung có cảm biến vân tay trong màn hình. Về mặt hiệu năng thì chiếc Samsung Galaxy A50 sử dụng con chip Exynos 9610 dựa trên tiến trình 10 nanomet. Với con chip này thì nhà sản xuất giới thiệu máy có thể đáp ứng mượt các tựa game hot nhất hiện nay như là PUBG Mobile. Galaxy A50 sẽ có hai phiên bản bộ nhớ để các bạn lựa chọn, đó là RAM 4GB và 64GB bộ nhớ trong, hoặc là 6GB RAM và 64GB bộ nhớ trong, và có thể mở rộng thẻ nhớ lên đến 512GB. Về phần camera thì Samsung Galaxy A50 có điểm nổi bật với hệ thống 3 camera với cảm biến chính là 25MP khẩu độ f1.7 và được kết hợp với một cảm biến 5MP khẩu độ f2.2 và một cảm biến trung góc rộng 8MP khẩu độ f2.2. Đối với những người yêu thích selfie thì chiếc A50 cũng có một camera trước lên đến 25MP khẩu độ f2.2. Và về mặt phần chụp ảnh thì Samsung A50 chụp ảnh tốt hơn vào ban ngày trong môi trường đủ sáng. Máy ảnh có thể thu được nhiều chi tiết với màu sắc chính xác. Cảm biến góc rộng chụp có phần khá giống so với cụm camera góc rộng trên Samsung Galaxy M20. Về phần mềm thì Samsung Galaxy A50 chạy trên nền tảng Android P trên giao diện One UI. Giao diện mới này đã được thiết kế có phần tương tự như chiếc Samsung Galaxy S10 và có phần màu mè và trẻ trung. Nó khá dễ sử dụng chỉ bằng với một tay, đặc biệt là với viên pin 4000 mAh cung cấp năng lượng cho Galaxy A50. Ngoài ra thì nó cũng được hỗ trợ sạc nhanh 15W, cho phép sạc đầy viên pin chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng rưỡi. Tóm lại thì vừa rồi các bạn có thể thấy chiếc Samsung Galaxy A50 là một thiết bị tầm trung mới, có thiết kế cực kỳ bắt mắt và con chip đời mới, màn hình Super AMOLED với chất lượng tốt, phần mềm One UI tốt hơn rất nhiều so với hầu hết những thương hiệu Android khác. Tuy nhiên thì màn hình chỉ dừng lại ở độ phân giải HD Plus và mặt lưng có chất liệu bằng nhựa. Và các bạn thấy sao về chiếc điện thoại này, có đáng mua hay không thì hãy để lại bình luận bên dưới video. Đừng quên Diệu Thông Minh cũng đang cung cấp nhiều sản phẩm Samsung Galaxy chính hãng, trong đó có Samsung S10 và S10 Plus đang có giá cực kỳ hấp dẫn. Và cũng đừng quên like và ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của Review. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.